Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh máy Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là start mở pool và mở thanh khoản con token Mania, con token Mai này trên cái giao thức là Bitcoin Protocol nha các bạn. Thì hiện tại thì đây là nó chạy trên mạng lưới là Terra. Cho nên là hiện tại thì trên cái Luna Staker Airdrop này thì nó có chương trình Airdrop. Nó cũng có thông báo chương trình iRock đến từ cái dự án này. Thì mình cũng đã viết cái hướng dẫn ở trên Telegram của mình rồi. Thì cái giao thức này thì giao thức Bitcoin Protocol Terra iRock nó sắp ra mắt nha các bạn. Thì iRock này nó sẽ dành cho những người staking Luna ở trên mạng lưới Terra Money, ở trên cái dự án là Bitcoin Protocol này nha. Ok, thì cái việc đầu tiên của các bạn cần start á, thì trên quý của các bạn cần trên quý Terra của các bạn ấy. Trên quý Terra của các bạn cần phải có UST nhé. Cần phải có UST. Thì bạn nào mà đang có Luna thì các bạn có thể là qua một swap nhé. Các bạn swap Luna sang con UST này. Còn bạn nào mà đã có UST rồi thì thôi. Đang có UST rồi thôi, không cần swap nữa nhé. Ok, thì sau khi các bạn swap sang UST xong thì các bạn dùng UST này các bạn vào cái sàn giao thức Bitcoin Protocol này, các bạn trade nhé. Các bạn swap từ UST sang con token Mai này, rồi chúng ta lấy con token Mai này chúng ta đi start nhé để tham gia vào Unrock. Ok, thì mình nói sơ qua như vậy thôi, mình sẽ hướng dẫn trên điện thoại cho các bạn luôn. Thì đối với anh em nào mà đang dùng iOS á, thì mọi người tải cái trình duyệt Chrome về nhé. Mọi người tải trình duyệt Chrome về, sau đó mọi người vào cái link này thì mọi người mới connect được cái quý Terra của các bạn nhé. Ok, thì để start thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn trên điện thoại cho mọi người. Ok, thì cái việc đầu tiên này thì trên ứng dụng trên cái quý Star, cái quý Terra của các bạn thì bạn nào mà đang có UST rồi thì thôi nha. Còn bạn nào mà chưa có UST thì các bạn có thể là qua một swap. Các bạn swap từ Luna sang UST nha, còn UST này. UST. Thì các bạn swap khoảng là bao nhiêu đô đấy? 0,02 hoặc là 0,2 gì đấy nhé. Khoảng là 0, mấy gì đấy, các bạn swap ra UST nhé. Thì sau khi các bạn swap, các bạn có UST rồi thì tiếp theo đó thì các bạn mở Chrome ra giúp mình. Các bạn mở, các bạn trên iOS á, các bạn mở cái ứng dụng Chrome ra, trình duyệt Chrome ra nhé. Sau đó các bạn copy lại cái link dưới phần mô tả video, các bạn dán vào đây nha. Đó là app.bilon.money. Sau đó các bạn nút tìm kiếm. Thì sau khi các bạn tìm kiếm xong thì nó sẽ ra giao diện như thế này nha. Thì nó sẽ ra giao diện như thế này. Sau đó thì chúng ta cần connect với lại cái quý của chúng ta, connect với lại cái quý Terra này nha. Chúng ta connect lại với lại cái quý. Thì connect thì các bạn ấn vào một phần quý này nha. Các bạn nhấn vào chữ quý này, ở phía góc trên bên tay phải nó có quý á, các bạn nhấn vào. Ok, sau đó nó sẽ tự động mở cái quý Terra của chúng ta ra thôi. Thì ở trên quý Terra nó sẽ hiện ra cái hai mục, đó là chấp nhận connect, thì các bạn ấn vào nút allow nha. Chúng ta chấp nhận connect. Ok, thì sau khi connect xong thì các bạn quay trở lại với Chrome, nó sẽ tự động connect cái quý của chúng ta thôi nha. Đây, đây là chúng ta đã connect thành công nha. Nó sẽ hiện ra cái trên quý Terra của các bạn có bao nhiêu UST á, nó sẽ hiện ra đây nha. Ok, thì sau khi connect quý xong thì các bạn kéo xuống đây giúp mình. Thì ở phần này chúng ta cần phải là dùng UST, chúng ta trade sang con token Mai này để chúng ta start hoặc là mở pool nha. Ok, thì để trade thì các bạn nhấn vào nút trade này giúp mình. Các bạn có nút trade Mai này, trade mini này, các bạn nhấn vào. Ok, sau đó thì các bạn dùng UST nha. Thì trên quý của các bạn đang có bao nhiêu UST nó xì ở phần này nha.
Thì để trade thì các bạn muốn trade bao nhiêu UST á, thì các bạn điền lại số lượng ở đây. Thì số lượng thì bây giờ mình trade đi, mình sẽ dùng một USD, một UST. Mình sẽ trade sang con mai này, thì một UST tương đương khoảng là 4,6 mai là giá trị hiện tại nha. Ok, sau đó thì các bạn kéo xuống bên dưới một tí. Tiếp theo đó thì các bạn ấn vào nút buy mai, chúng ta swap UST sang con mai này, các bạn ấn nút buy. Sau đó nó sẽ tự động mở cái ứng dụng quý Terra của các bạn ra thôi. Thì trên ứng dụng trên quý của Terra của các bạn ấn nút sign in nha, các bạn ấn nút sign. Chúng ta chấp nhận swap. Sau đó các bạn nhập lại cái mật khẩu quý Terra của các bạn. Sau đó các bạn ấn confirm. Chúng ta swap. Ok, các bạn đợi một tí để nó trả, để trên mạng lưới nó sẽ xác nhận nha. Ok, socket. Sau khi nó xác nhận xong thì các bạn ấn vào continue. Ok, sau đó thì các bạn quay trở lại với cái quý mai, quay trở lại với trình duyệt Chrome. Trình duyệt Chrome các bạn đợi một tí. Ok, socket rồi nè. Nha. Nó hiện ra chữ socket này nè, để mình xây sang nè. Ok. Nó sẽ hiện ra chữ socket cho các bạn. Sau đó các bạn ấn vào nút cloud giúp mình. Ok, sau đó thì sau khi các bạn trade, các bạn mua lại rồi thì nó sẽ hiện ở dưới đây cho các bạn thôi nha. Nó sẽ hiện ra bên trong hoặc là các bạn có thể ấn vào phần sell này nè. Thì các bạn sẽ được thấy được cái số token mai của các bạn đang có nha. Hiện tại hồi nãy mình mua hai lần cho nên là mình đang có 9 token mai nha. Ok, thì sau khi các bạn swap UST sang token mai rồi thì bây giờ chúng ta đem con token mai này chúng ta đi start nha. Ok, thì để start thì các bạn kéo lên trên. Các bạn anh nhấn vào cái dòng là Bilon này. Các bạn nhấn vào chữ Bilon Protocol này, các bạn nhấn vào dòng này lại. Nó sẽ dẫn chúng ta đến trang chủ lại thôi. Ok. Ok, thì bên trong trang chủ các bạn kéo xuống bên dưới. Thì ở phía bên dưới này nó sẽ có cái mục là Start và Unstart nhé. Các bạn nhấn vào Start giúp mình. Ok, thì ở trong phần này các bạn muốn Start bao nhiêu? Thì ở phần này nó sẽ hiện ra chữ Start này. Các bạn muốn Start bao nhiêu thì các bạn điền lại số lượng ở đây thôi. Nó sẽ hiện ra số lượng của bạn ở phần này nhé. Hiện tại là mình đang có 9.2 nhé. Thì ở đây mình sẽ điền lại là mình muốn Start 4 đi, mình sẽ điền lại số 4. Ok. Ok nhé. Phí khoảng là 0,5 nha các bạn. Phí là 0,5 UST nhé. Ok, thì start các bạn điền lại số lượng các bạn muốn start. Sau đó các bạn ấn vào nút start mai. Sau đó thì cái ứng dụng quý của các bạn nó sẽ tự động mở cái quý Terra của các bạn ra thôi. Thì bên trên quý Terra các bạn ấn vào nút sign, chúng ta chấp nhận trả phí. Phí khoảng là 0,2 thôi, cũng rất là rẻ thôi các bạn. Các bạn ấn vào nút sign. Sau đó các bạn nhập lại một mật khẩu nha. Confirm. Ok, sau đó thì các bạn đợi làm một tí để trên mạng lưới nó xác nhận. Ok, socket các bạn ấn vào continue. Sau đó thì các bạn quay trở lại với Chrome. Các bạn đợi một tí nha. Ok, socket đâu nè, trên sân socket các bạn ấn vào nút cloud đây. Như vậy là mình đã setup thành công 4 con token nha. Thì sau khi các bạn setup xong thì ở phía trên setup kênh này nó sẽ hiện ra cái API, có nghĩa là phần trăm lợi nhuận trong một năm á, API trong một năm á là 2,7% nha. Ok, thì sau khi start xong thì các bạn muốn earn start á, các bạn muốn earn start thì các bạn nhấn vào phần là earn start thôi. Đấy. Sau đó các bạn điền lại cái số lượng các bạn muốn earn start nha. Đây. Đây số lượng các bạn start nó sẽ hiện lên đây, các bạn nhấn vào đây này, cái dòng này nè. Nó sẽ tự động điền lên đây thôi. Sau đó các bạn ấn vào nút Unstart rồi các bạn Unstart lại thôi nhé. Thì khi nào Unstart thì khi nào nó trả unrob cho chúng ta, thì tới lúc đó mình sẽ hướng dẫn các bạn là Unstart nhé. Ok, cái đó tiếp theo đó là Start King xong rồi. Tiếp theo đó là các bạn nhấn quay trở lại với trang chủ, các bạn nhấn vào đường link này. Sau đó các bạn kéo xuống bên dưới.
Đây thì ở phần dưới này sau khi mình start xong thì nó sẽ hiện ra ở phần này này nha. Nó sẽ hiện ra ở phần này. Ok, thì phần đó là phần start. Còn về phần bool thì các bạn kéo xuống lúc bên dưới nó sẽ có cái mục là phần bool LB nhé. Thì phần bool LB này thì bắt buộc các bạn cần phải có UST nha. Các bạn có cả UST và có cả con token Mai luôn nha. Thì các bạn nhấn vào phần provide này, các bạn nhấn vào đây. Chúng ta mở bool. Thì ở trong phần bool này, ở provide này, thì ở phần bool này này, các bạn muốn start bao nhiêu, các bạn muốn mở bool bao nhiêu. Có nghĩa là số lượng các bạn muốn mở bool á thì cái giá trị của nó phải tương đồng với nhau nhé. Cái giá trị của nó phải tương đồng với nhau. Thì ở đây mình còn 5 đi, mình sẽ điền lại là 5. Các bạn mình start ít thôi các bạn ạ, start ít không được nhé. Ở đây nó không giới hạn ấy đâu. Ok, thì đối với năm này khoảng là thì các bạn muốn mở bull á, thì đối với hiện tại là mình đang có 5 token Mai đi, thì 5 token Mai này tương đương là 1,1 đô nhé, 1,1 UST. Bởi vậy thì các bạn cần phải có token Mai và có cả UST luôn. Thì price của hai cái này phải tương đồng với nhau, có nghĩa là 50-50 á, thì các bạn mới mở bull được nhé. Ok, thì sau khi các bạn điền lại cái số token các bạn muốn mở bull rồi thì các bạn kéo xuống đây, các bạn ấn vào nút A giờ giờ Lewis. Sau đó thì cái quỹ Terra của chúng ta nó mở ra và các bạn ấn vào nút Sync, chúng ta tiến hành trả phí. Các bạn ấn nút Confirm. Ok, chúng ta tiến hành đợi một lúc trên cho mạng lưới xác nhận nha. Ok, Socket, các bạn ấn vào Continue. Sau đó thì các bạn quay trở lại với trang Chrome. Các bạn đợi một chút cho nó trả phí xong nha. Ok, thì transaction socket các bạn ấn nút cloud đi. Như vậy là mình đã mở thanh khoản thành công nhé. Mình đã mở thanh khoản thành công. Thì hiện tại cái thanh khoản của mình, thì sau khi các bạn mở thanh khoản thành công rồi thì các bạn tiếp theo đó thì các bạn kéo lên đây, các bạn nhấn vào phần start giúp mình nhé. Các bạn nhấn vào phần start. Thì trong phần start này nó sẽ có cái mục LB nhé. Thì sau khi các bạn mở bool, sau khi các bạn mở bool xong á, sau khi các bạn mở bool này này, mở bool giữa con Mai và con UST xong rồi này, thì nó sẽ quy ra là cái LB nhé. Cái LB bên start này này, các bạn nhấn qua sang phần start nhé. Thì ở trong đây nó sẽ hiện ra cái chữ LB này, đây này, mở bool này, 1 đô tương đương, 1 đô tương đương là 0,01 LB nhé. Ok, thì các bạn nhấn vào phần start, các bạn kéo xuống bên dưới. Thì ở phần LB này nó sẽ hiện ra phần này, sau khi các bạn mở bool xong thì cái LB của bạn nó sẽ hiện ra phần này. Các bạn nhấn vào pha dòng này này, nó sẽ tự động điền cho các bạn thôi nhé. LB, chúng ta đem cái LB này chúng ta đi 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 farm token ạ, đi farm con token Mai nha các bạn. Ok, sau đó thì các bạn ấn vào nút start Mai UST trên LB này, các bạn nhấn vào đây. Sau đó chúng ta trả phí một lần nữa. Thì trên quỹ của Terra các bạn nhấn vào nút xin này, chúng ta trả phí nha. Confirm. Ok, các bạn đợi một chút. Ok, socket các bạn ấn vào continue. Sau đó các bạn quay trở lại với cái trình duyệt Chrome. Các bạn đợi một chút. Các bạn đợi một tí thì nó sẽ xác nhận thôi. Ok, sau khi nó xác nhận xong thì các bạn ấn nút cloud. Ok, thì sau khi các bạn ấn nút Cloud xong thì sẽ hiện ra phần này là mình đã start thành công nhé. Mình đã mở bool và đem cái LB đó start thành công. Thì ở bên farm token này thì cái chỉ số ABR nó là 100, gần 130% trên một năm nhé. Cái phần trăm lợi nhuận rất là cao nhé. Còn reward này nè, nó sẽ cộng tiếp vào đây nhé. Mỗi ngày nó sẽ tự động cộng vào đây cho các bạn nhé. Thì chúng ta farm token Mai thôi nhé. Chúng ta farm token Mai. Ok, thì để sau này mà muốn unstart á thì các bạn ở phía dưới phần này này, nó sẽ có nút là unstart, các bạn ấn vào nút unstart, chúng ta rút cái con LB này về thôi nhé. Chúng ta rút LB về về thì các bạn unstart bao nhiêu thì sau này nó sẽ trả lại bấy nhiêu cho các bạn thôi. Và kèm theo đó là lợi nhuận con token Mai mà chúng ta farm được nhé. Ok, thì các bạn cứ farm như vậy đi. Thì với vi ra khoảng là
Widow khoảng để farm và mở buôn thì khoảng 5 đô nha các bạn. Khoảng các bạn cần phải có 5 UST nhé. Cần phải 5 UST tương đương là 5 USD á. Ok, thì sau khi farm xong thì các bạn nhấn vào cái đường link này lại này. Các bạn nhấn vào cái chữ Billion Protocol này, nó sẽ dẫn chúng ta đến trang chủ lại thôi. Thì giá của con Mai này, giá của con Mai này hiện tại là 0,2 đô cho một token nhé. 0,2 đô cho một con token Mai. Và các bạn có thể là kéo xuống đây. Các bạn xem cái status của các bạn này nhé. Đây. Ở bên status riêng lẻ này thì các bạn mình vừa status là 4,4 token Mai nhé. Đây, cộng này. Mỗi ngày nó sẽ cộng vào đây thôi. Nó cộng vào mình status mà mình ăn lãi mà. Nó sẽ cộng vào đây cho các bạn nhé. Còn bên farm, còn bên farm còn mở bull token thì nó sẽ cộng vào đây cho các bạn này. Đây. Các bạn mở bao nhiêu thì xuyên phần đây thôi, các bạn có thể là kéo xuống ở đây, các bạn xem phần này này nhé. Và các bạn là thấy nhiều á, các bạn có thể là ấn vào nút claim, các bạn claim con token Mai này về nhé. Các bạn bán sang lại con OST. Mình farm ít thôi các bạn ạ, mình farm ít thôi, mình chủ yếu là ăn airdrop thôi các bạn. Farm nhiều cũng chả được rồi đâu. Thì mình nói tóm lại thì còn tóm lại thì các bạn cần phải là khoảng là 5 5 đến 6 UST nhé. Các bạn cần 5 5 đến 6 UST thì các bạn start và farm được nhé. Ok, thì về việc sau này unstart và tháo bull thì mình sẽ làm video hướng dẫn sau nhé. Khi nào unlock nó phân phối thì mình sẽ đóng lại, đóng cái stack này và chúng ta rút về. Thì cái phần này này thì ở bên farm này này. Bên farm này này, cả stack và cả bên farm luôn thì các bạn stack bao nhiêu và các bạn farm bao nhiêu thì nó sẽ không mất số lượng của các bạn đâu nhé. Nó sẽ không mất, sau này chúng ta rút về thì nó sẽ số lượng nó vẫn còn nguyên nguyên thôi. Và kèm theo đó là lợi nhuận chúng ta sẽ tách được và chúng ta đào được nhé. Ok, thì sau đó thì chỉ cần như vậy thôi. Thì để tham gia vào cái này thì mình nhắc lại thì các bạn cần phải có con OST nhé, con OST. Ok, thì sau đó các bạn disconnect đi, các bạn tắt đi, các bạn nhấn vào đây này. Các bạn nhấn vào đây hoặc là các bạn mở, các bạn vào cái quý Tira của các bạn lại. Các bạn vào cái quý Tira của các bạn lại, nó sẽ có cái mục là chỗ connect này này. Các bạn nhấn vào. Sau đó các bạn ở đó ấn vào nút disconnect đi nhé. Disconnect đi. Có nghĩa là chúng ta không connect với lại cái trang web Bilo này nữa nhé. Các bạn ấn nút disconnect đi. Ok. Ok. Sau đó các bạn quay trở lại với đây thì nó sẽ tự động disconnect thôi. Đây. Còn các bạn muốn connect lại thì các bạn chỉ cần ấn một connect thôi thì các bạn connect lại nhé. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn là start và mở pool farm token Mai để nhận airdrop đến từ cái giao thức Billon Protocol. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.